Tiết học về truyền thông đa phương tiện của các bạn sinh viên năm nhất tại trường Đại học Lạc Hồng. Tất cả kỹ thuật về quay hình, setup ánh sáng hay dẫn chương trình đều được giảng viên hướng dẫn tỉ mỉ. Ngành học mới lại không chỉ là lý thuyết mà còn được trải nghiệm thực tế trên các thiết bị hay trường quay, nên hầu hết các em đều hứng khởi. Từ khi học lớp 10, Tú Nhi đã có định hướng học về truyền thông. Vừa vặn, khi em tốt nghiệp trung học phổ thông, thì trường Đại học Lạc Hồng mở ngành học này. Đúng ngành học mình yêu thích lại gần nhà, nên em đã không ngần ngại chọn vào đại học. Được trải nghiệm thực tế trên các trang thiết bị dạy học tại trường đã giúp em an tâm phần nào dù là ngành học mới mở. Cũng có hơi lo tại vì không biết là các giáo án thầy cô sẽ soạn như thế nào, nhưng mà khi mà được trải nghiệm thì em thấy thầy cô soạn bài rất là chi tiết, dạy rất là hay. Bây giờ là thời đại số chị, nên là về ngành truyền thông á, em nghĩ là mình sẽ áp dụng được rất là nhiều, đó là về quảng cáo nè, rồi làm poster, làm banner, thì mình có thể đưa những cái đó. Thứ nhất là mình có thể giúp ích cho mình về công nghệ. Năm học này, trường Đại học Lạc Hồng mở 3 ngành mới như truyền thông đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo và kinh doanh quốc tế. Chỉ tiêu tuyển sinh ở tất cả các ngành của trường nhỉnh hơn năm học trước, đặc biệt là ngành học mới. Mục tiêu ban đầu, nhà trường chỉ tuyển khoảng 50 sinh viên cho mỗi ngành học mới, thì nay con số này tăng lên 60 đến 70 em. Trước khi mở ngành mới, nhà trường đã đầu tư khá lớn từ vài năm trước. Riêng truyền thông đa phương tiện thì có trường quay, máy quay, gimbal. Còn ngành trí tuệ nhân tạo thì có phòng thí nghiệm về AI. Do đó, công tác tuyển sinh thuận lợi hơn nhiều. Sau khi mà nghiên cứu cái thị trường và kiểm tra lại cái nguồn nhân lực của trường thì chúng tôi có điều chỉnh lại cái chỉ tiêu cho nó phù hợp với lại cái từng ngành. Hiện tại thì các ngành khi mà thí sinh nộp học nhập theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì các cái trường đại học sẽ được tuyển sinh quanh năm. Thì những cái ngành nào thiếu thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận hồ sơ. Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sona Deji năm nay mở thêm 4 ngành học mới gồm truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa đa phương tiện. Đây được xếp vào những ngành thuộc công nghiệp nhẹ, mang tính xu hướng của thời đại. Hơn nữa, các ngành nghề này mang tính sáng tạo nên khá hấp dẫn và thu hút với các bạn trẻ. Do em đã tìm hiểu, em thích cái ngành này, em muốn làm marketing và em muốn chuyên sâu hơn về tìm hiểu hơn về nó. Em thấy là em cũng có khá khả năng giao tiếp với cô, nên là em thấy em cũng hợp với cái ngành này nên là em vô. Dạ, cái ngành của em là thiên hướng về sáng tạo và tư duy nhiều, và em có một chút năng khiếu về sáng tạo vẽ chị, nên là em chọn ngành này để em phát triển năng khiếu của mình. Ngoài xã hội thì ngành đồ họa này cần rất nhiều, với cũng có rất nhiều bạn cạnh tranh rất cao nên phải rất cố gắng. Hiện tại hệ trung cấp đã tuyển đủ, hệ cao đẳng thì vẫn tiếp tục tuyển sinh ở tất cả các ngành, cả cũ lẫn mới. Cũng như nhiều trường khác thì trường cao đẳng Sona Deji đã khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như thị trường lao động nói chung trước khi mở ngành học mới. Thêm vào đó là thực tế tư vấn tuyển sinh những năm trước cho thấy có khá nhiều bạn trẻ đến hỏi về các ngành mới. Tuy nhiên, vẫn có độ chênh giữa các bậc cha mẹ và con cái trong việc chọn học nghề. Đối với phụ huynh thì họ cho con em vào đi học nghề thì thường họ chỉ nghĩ đến được những cái nghề mà thuộc về khối ngành công nghiệp nặng, ví dụ như là cơ khí, điện tử, ô tô, điện lạnh là kia. Họ không hề biết về có những cái nghề mà mang tính chất là công nghiệp nhẹ. Nhưng mà đối với học sinh thì nó lại khác. Học sinh thì có cái sự tìm hiểu, mày mò thông qua mạng Internet, để các bạn cũng biết được rằng là sẽ có những cái ngành nghề nó phù hợp với xu hướng của thời đại hơn. Đến thời điểm này, việc tuyển sinh của nhiều trường trên địa bàn tỉnh, cả công lẫn tư, cả hệ cao đẳng lẫn đại học cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu. Chỉ một số ngành mới về kỹ thuật tại trường Đại học Đồng Nai vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, nhà trường đang lên kế hoạch đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm để tạo điều kiện cho người học. Những ngành học mới tại trường Đại học Lạc Hồng hay trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sona Deji được đánh giá là có sức hút với học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, để thực sự tìm được công việc như kỳ vọng của các em sau khi tốt nghiệp, thì chính các em phải nỗ lực trong cả quá trình học tập.